Thưa quý vị, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn đối với lãnh đạo chỉ huy theo đề án số 09 của tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lớp tập huấn nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, bản lĩnh, sáng tạo, gương mẫu, có năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có tầm nhìn, tư duy chiến lược, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gần 1.000 học viên là lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh được bồi dưỡng 4 chuyên đề về khoa học lãnh đạo chỉ huy và các vấn đề cấp thiết của thời đại như chuyển đổi số, công tác an toàn, an ninh mạng. Với kiến thức chuyên sâu và sự am hiểu sâu sắc thực tế, các báo cáo viên đã trang bị cho học viên các kiến thức bổ ích, bổ sung hệ thống hóa những kiến thức hiện đại về khoa học lãnh đạo quản lý, nâng cao văn hóa chính trị, năng lực dự đoán, tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo chỉ huy công an nhân dân. Đối với lực lượng công an cũng như trong cái hệ thống chính trị của chúng ta thì cái công tác lãnh đạo quản lý và chỉ huy hết sức là quan trọng. Vì cái quyết định nó liên quan, nó không phải chỉ có một người mà nó liên quan đến nhiều người. Mà quyết định càng của những người có chức trách nhiệm vụ càng lớn thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều cơ quan. Cho nên là cái việc nghiên cứu về cái khoa học tư duy hệ thống trong lãnh đạo chỉ huy đối với lực lượng công an hết sức quan trọng. Mà lực lượng công an là cái chức năng và nhiệm vụ đảm bảo về cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cái bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế và trong cái thế giới đại chuyển đổi hiện nay. Và cái khoa học hệ thống thì nó đưa ra một cái tư duy là chúng ta nhìn tổng thể khi quyết định một vấn đề. Và đối với các đồng chí lãnh đạo chỉ huy ở các cấp thì cấp nào cũng cần phải nghiên cứu hệ thống, không được tách rời. Đấy, khi quyết định một vấn đề, nhất là vấn đề liên quan đến về an ninh chính trị, trật tự xã hội, và nhất là trong bối cảnh hiện nay. Những giải pháp mà quan trọng nhất tôi nghĩ đó là giải pháp là nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trong lực lượng cán bộ chiến sĩ công an, xây dựng các cái hệ trí thức về cái các cái kỹ năng phòng chống tội phạm trên không gian mạng, thúc đẩy là cái việc là giáo dục phổ cập các cái kiến thức cho người dân nhận thức tốt hơn về công tác phòng chống tội phạm trên không gian mạng, phối hợp liên ngành trong vấn đề xây dựng hoàn thiện các thể chế quản lý về các lĩnh vực của các ngành trên không gian mạng, và ta không thể không nói tới cái việc là hợp tác quốc tế. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là đơn vị đầu tiên trong ngành hoàn thành việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương.